Các bạn xem thì nhớ để lại một like trước khi rời đi nha. Nhìn vào số liệu bên dưới 100 người, xem chỉ có 6 người đăng ký và like. Thật sự rất buồn ạ. Bấm like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Oh,
civilizations will end the same way. Top idol kỹ năng đánh Mirai cực đỉnh, góc giới thiệu TikToker top 2 Mirai với quy danh Lù Chí Băng. Để nhắc đến Mirai, các bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên, còn đối với Eris đó chính là ông trùm Mirai với nickname Mirai là chuối. Còn bây giờ hãy cùng Eris xem qua anh chàng này là ai và có gì thú vị nhá. Đầu tiên phải kể đến đó chính là thành tích trong game. Cùng với kinh nghiệm là 4703 trận đấu đã mang về cho anh 12187 điểm chiến lược. Cùng với số điểm chiến lược này cũng đã giúp anh thành công chinh phục top 1 bảng xếp hạng Mirai Việt Nam. Về danh tiếng, hiện tại anh đang sở hữu cho mình kênh TikTok với hơn 20.000 người theo dõi, cùng với những pha livestream phô bày những kỹ năng đỉnh cao của mình trên nền tảng TikTok. Có lẽ anh chưa chắc đã là người chơi Mirai hay nhất tại Việt Nam, nhưng để gánh tem làm chủ một trận đấu thì hoàn toàn có thể. Và đó chính là anh ta, top bảng xếp hạng Mirai Việt Nam với danh xưng Mirai lá chuối, cầm cái chuối tán cả bản đồ.
Nếm thử nỗi đau lôi điện đi. Mega Kill. Tại sao phải làm vua khi ta có thể làm thần? Thank you.